karena aku takut mengganggu orang lain. Aku takut mengganggu orang, jadi aku gak mau telepon dulu. Jangan malah dikit apa? Agak, aduh kebelet kentut gue. Aduh, rasanya ngegas ya, selalu ngegas. Rasa ngurusin tepingan, oke? Nyamen limo! Yuk, kita menyanyi-nyanyi nyamen limo. Atak sawang-sawang gini berjangkrik tenang. Rasanya aku pengen jejekan. Jejekan. Aro babalan. Ya udah juga ngeri lagu aku ngokan ya. Konek. Kenapa kamu mengganti lagu? Karena disebabkan jin iblis yang selalu memberi aku kerusuhan. Bakal keturun.
korup nyanyi memandangmu najis. Apa ini dulunya guys? Lagu charge rambutmu dengan sampoan gak ngaruh. Sampoan aja gak cukup, kamu butuh berkarya. Berkaryalah tanpa menjatuhkan orang lain. Tidak dua kali miliki rambut kecil. Aku tidak menjatuhkan orang lain karena aku tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Aku tidak pernah masuk ke dalam ranah masalah orang lain. Jadi aku tidak akan, guys. Kebanyakan kan di TikTok di sini kan banyak orang yang bikin video skit ya. Contoh ada orang yang bikin skandal, contoh ya. Bikin skandal apa terus disetit. Terus bikin apa disetit gitu ya. Aku tipikal orang yang gak mau kecampur kayak gitu guys. Jadi yang lain pada pengen ikutan nyetit gitu ya. Aku tuh pengen sebenarnya pengen tapi aku tahan. Buat apa aku nanti bikin konten kayak ini? Udahlah ngurusin diri aja sendiri, aku tipikal orang kayak gitu guys. Ya, aku tipikal orang yang kayak gitu. Matanya kok nangis kagak, ini tuh ada lightingnya warnanya kayak gitu guys. Cepet nikah ya Pi, iya tolong dikasih donasi ya. Karena nikah itu membutuhkan biaya yang banyak. Seperti gue. Yang nyuruh aku nikah biayain aja. Lalu Papi. Bismillahirrahmanirrahim. Terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Berusin kita bersama, menyemaikan dan cinta tak mungkin kasih hilang. Ku kunci hati untukmu, ku genggam kenangan kita, simpanlah sendal kurawang. Andainya kau berjuang, sungguh ku terharu bertemu, kasihku damai kau abaikan. Putuskan ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita.
Kau dan aku
chiều đến giờ rồi khóc chưa đến lúc rất là mệt mí chăng dạ mà tum ghi vi á mà tum cái gì ghi vi thịt bò à bít à thịt gà. Thịt gà. Chicken. Ừ. Nó thịt bò giật mặt. Không có biết nha má. Ai biết là má thịt gà. Rất là mất thời gian luôn á. Thịt gà. Nó thịt bò. Ừ. Thịt gà. Xúc xích. Để một tí. Dạ. Xúc xích nô. Nô. Xúc xích. Xúc xích nô. Xúc xích. Không. 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 Ừ. Đăng. Dạ, ăn từ lúc xuống sân bay đến giờ chưa hết luôn đấy, sợ mà ghê. Mình đang kể gì? Đạt bài hát mới. New song, Đạt Villa. À, new song. Yeah. YouTube tomorrow. No tomorrow. Today. No today. Today không có. Không có trang chủ đâu má. Seven. Đây. Điện thoại nói tiếng Trung nữa. Seven. Zing MB3 7 day. Đi chặt bàn tay anh nhé. Na 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 na. Anh cũng chẳng quan tâm. Trời ơi. Nén luôn. Đi chặt bàn tay anh nhé. Na 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 na. Anh cũng chẳng quan tâm. Để mọi người biết sao bài thuộc không mọi người, tại vì là ngày nào ông ghi âm đi thu âm á, bà cũng đi cùng mà, thì là bài thuộc chứ sao nữa. Mạch tuộc không mạch tuộc mà everyday mình đang say mạch tuộc không thuộc bài hát không á, không phải mạch tuộc mệt ghê á. Everyday đạt mạch tuộc không phải mạch tuộc mệt ghê á. Everyday đạt hát new song V together. New song. Bà ơi con không có gù gì cả đây đâu, bà nói cứ như kiểu là bập bẹ mệt ghê. Vì new song đó mọi người, à quên, cover, nay ngắn khi có em.
Thì là MV nó Việt Nam. Tham. Thì là MV Indonesia. YouTube. Nó up YouTube. Rồi. Nó up nó MV, nó MV. Nó MV à? MV một đống thì bảo nó MV. Nó video. Video nó video. Ăn thịt gà đi. Ăn hả? Ăn thịt gà. No. Full. Full, full. Ăn từ chiều rồi chẳng full. No, thịt gà Indonesia very good. Thịt gà Việt Nam no good. Nhớ nha. Nhớ nha. Gà Việt Nam no good. Thịt gà Việt Nam thì có thọc tóc. Đạt good. Đạt thịt đạt good không? Đạt no good. Đạt no good. À, à. Mình chăng, mình chăng, mình chăng, mình chăng. Để một tí, để một tí. Đem một tí, đem một tí. Ờ, bà không up tại vì là bà không có MV. Bà không có cái hình đi cùng mọi người. Giống cái bà mà bài gì nhỉ? Bài có em đây á. Bà có MV, bài này bà không có MV nên bà ấy không thèm up. Đúng rồi, bà ấy ăn có gần tháng gà bên Việt Nam thôi. Chứ bây giờ bà về bà được ăn gà Indo và gà Việt Nam no good. Còn no good mà ngày nào cũng ăn. Mọi người biết không mọi người? Tomorrow piano Tidia go to Madiun. Thế? Dạ. Tidia. Nhớ mọi người biết là Sài Gòn ăn gà xuống mỡ, ăn gà trên nước mắm. Ngày nào cũng ăn gà thế mà bảo gà Việt Nam no good. Everyday chicken. Chicken no good. Mệt đúng không? Đúng. 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 Cái gì no good? Cái gì no good? Chicken no good. Chicken no good. No good. Chicken. Chicken Việt Nam no boxing. No chicken boxing. Chicken Indonesia chicken boxing. Việt Nam thật đi boxing. Chị Vi. Ơi. Dạ. Chicken Marium. Ăn chưa? Ăn. À. Good. Thịt gà. Good chicken Madiun good. Mọi người Madiun chicken. Chicken big. Chicken big. Mọi người cho em hỏi tí là hỏi là bà cho gà ăn chưa thì nói sao? Ê chị Vi, gà Macan. Ừ. Ăn rồi. Ăn rồi hả? Gà rồi. Gà ăn rồi nha mọi người. Gà Macan gà rồi. Kan kalau makan kan an, makan an. Kalau sudah makan an rồi. Nah, kalau makan nasi udah an rồi, ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi Indo na, makan nasi. Ăn cơm rồi. Ăn tiếp ăn đã rồi. Yeah. Nhà nuôi gà xong rồi ăn thịt gà. Rất là mất thời gian. Yeah, ăn gà rồi. Ăn gà rồi. Ăn gà rồi. Đúng không? Ăn gà rồi. Đúng. 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 Chị đúng. Cái gì chẳng đúng. Hả? Giờ hôm nay không đi ngủ à? Morning đi ngủ. Morning, morning. 10 giờ morning. Vidya đi ngủ. Everyday Vidya go to Surabaya, Madiun, Surabaya, Ngawi, Vidya đi ngủ. Ngawi, Madiun, Vidya đi ngủ. Full đi ngủ. Full đi ngủ. Hả? Chị Vi. Vì đi không? Vì, không đi. Lì xì. Hả? Lì xì không hiểu. Vâng, bà thì không hiểu. Bà lì xì anh bà. Lì xì em. Ok. Go to Indonesia video lì xì. One. Thì lì xì only còn one minh tăng. Lì xì one. Only na, one minh tăng.
chị Vi đi Indo, đi Indo Bali, Indo Jakarta. Indo Bintang go to Bali. Bali Jakarta. Bali, Bali Jakarta tôi xem được mà. Tôi xem. Biết rồi, là đi cái nào thì gần hơn má. Bali, go to Bali. Xem Hà Nội, Hồ Chí Minh. Bali Chimadium. Jakarta Chimadium. Sidia Madiun, no Jakarta, Jakarta đi. Con biết rồi, con đang hỏi từ Jakarta mà đi Madiun là how much? Jakarta. Jakarta Madiun. Không hiểu thì thôi, không có Google dịch má. Close Google close. No Google. Cố mà dùng cái mọi người chị Jakarta hả? Jakarta. Jakarta Madiun train tuk train. Đi bằng tàu đấy là bao lâu? Train. Đi tàu nhanh hơn đi ô tô thì phải. Ô tô lâu hơn. Ô tô. Yeah, xem. Xem. Ừ. 10 1 2 3 4 5 6 10. 7 8 9 10. Ừ, 10 tiếng. 10. 10 tiếng. Yes. 10 tiếng. Ừ. Ừ. Naik pesawat lu mau turun ke mana? Jakarta, Madiun, Surabaya. Jakarta, Surabaya. Gak tahu ya Jakarta, Surabaya berapa jam? I don't know, Minjang. Minjang, Oto, Oto Vidya. Oto á, Oto ngủ có mà đến ngày hôm sau. One hour Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya Dio? Surabaya Madiun tuh 3. Minjang naik kereta aja ya, Minjang. Naik pesawat nanti mahal. Naik kereta aja deh sama aku, Diu, tidur aja seharian ya. Mọi người hình như chưa có bay thẳng đúng không mọi người? Chị đi. Dạ. Việt Nam Chan Lê Sinh đó. Jakarta. Singapore. Thì biết là Singapore đó má, là con bảo sinh đó. À. Việt Nam Indo. Việt Nam Indo khó. Việt Nam Indo khó. Việt Nam 3 days no plane. Việt Nam transit Singapore. Jadi waktu aku ke sini itu waktu tidak ada pesawat. Hồ Chí Minh, Bali. Yeah, khó. Có nha mọi người, nhưng mà giá vé cao lắm. Madiun, no Madiun. Bali, Việt Nam. Yes. Bali, Việt Nam. Kemarin tapi nggak ada tiket itu guys, harus ke Ho Chi Minh dulu sama aja sebenarnya. Tiket bàn tay aja. Thế để em đi thả, em cậy em kiếm tiền để em đi sang thăm bà nhá. Đã có tiền rồi đi sang Bali nhá. Astagfirullahaladzim, aku belum transfer Mas Adi. Jangan no money. Full money. Go to Bali. Ok. Minjang. Dạ. Money Vietnam and money Indonesia nó xem. Em biết mà. Money Indonesia mini. No. Money Vietnam full money Indonesia mini. Bà bà con đủ tiền cho bà. Yeah. Indonesia 6 million. Vietnam 9 million. Này tôi đổi tiền cho bà mà bà còn phải họ nói với tôi là tiền nhà bà bị mất giá nữa. Rất là mệt. Mì
go to Indonesia with Angkoi. Không, only. Only? Ừ, only. No, speak English. China. Hả? Bình Đăng. Indo skip China. Cái gì? À, Bình Đăng, Bình Đăng. Bình Đăng. Dạ. Go to Indonesia. Ừ, chung Bali nhé. Đi Bali xong rồi là Vin nói tiếng Indo mà không được thì nói tiếng Trung. Bali video go to Bali sama aja mình trắng. Mọi người ơi đi Indo nói được tiếng Trung không mọi người? Thằng Mông. Dạ. Chị Vi. À, Indo mình trắng chứ nà. À. À. Mình trắng. Thì biết chứ nà. Hầu mà. Ủa hà, nhìn nó. Nhí hầu mà. Yeah. Nhì chào sở mơ mình zi. Để mua tí mình trắng phi địa. Dạ. Ok. Một phố tu đi mà nào. Để mua tí, để mua tí, để mua tí. Ok. Để mua tí. Nói đi mất rồi. Đây là con người học nhiều ngoại ngữ quá mọi người nên nó bị rối. Học tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Việt. Lấy sổ hả? Lấy cái quần sổ mà học tiếng các nước đúng không? Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em đổi tiền cho Vi nên là em biết giá tiền nên mọi người cứ yên tâm. Em biết giá tiền của Indo với Việt Nam ạ. Xin chào tất cả. Vidia là một nữ sinh, nhưng cô ấy học tập cũng rất là giỏi. Trung Quốc, Hán ngữ, Thái ngữ, và Việt Nam ngữ đều rất là tốt. Lát nữa em nói Vi không mà mình. Hoàng An chia chia tay. Pidia. Ủa chào Vidia. Tôi tên là Tôi tên là Lão Tê. Là Vidia mà. Học rồi là Lão Vidia. Đúng rồi. Video good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuy. Lý 2. À? Buku ini gak lengkap. Guys, aku sekolah umur setahun kok ya belajar Mandarin. Cuma ngati-ngati. Umur setahun kok setengah. Quyển sách là tất cả các loại tiếng của bà luôn. Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Việt, rồi là tiếng Nhật, nhiều lắm mọi người, nhiều thứ tiếng lắm. Chiều ba chiều niên. Cái gì đó? Video. Yê chiều chiều niên. Dạ. Si ơ yếu si kì hào. Cái gì đây? Nói tiếng gì đây? Chị Vi, chị Vi. Dạ. Chị Vi đang làm gì đấy? Đang làm việc.
Đúng rồi. Yes, Long Phiếc. Đúng không? Diệp. Đúng rồi. Phi đi âm. Nhịt lệ cũng sạp chút xíu rồi nó khá trên tầm. Đừng một tí. Bộ quả hạp quá nhìn nhau luôn. Ternyata gak pernah dinilai gue guys. Sinh, nói chung là ngôn ngữ nó bị loãng mọi người. Cái gì đây? Đấy, mọi người thấy học, học không biết học hay là vẽ cái gì nữa. Đúng, là con run. Em không ở đây lắm, em đang ở Việt Nam. Ê, Minh Trăng, Minh Trăng. Dạ. Tôi rất là khỏe. Tôi cũng thế. Hỏi người ta chưa trả lời, đọc luôn. Sợ thật. Mi cháu sần mơ minh sử. Mi cháu sần mơ minh sử. Ủa cháu phi đi. Ủa cháu phi đi à. Ủa cháu. Ủa cháu. Ủa cháu là tìm mắt. Ủa cháu. Ủa cháu phi đi à. Yeah. Zoom in. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom. Zoom. Ni chi suele. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ni chi suele. Ni chi suele. Ni chi suele. Bao nhiêu tuổi? 20几. Wow. 23. Cảm ơn Seven. Hi Fidia, hi hi. Hi hi. Hi hi mà đọc vật lý tiếng Trung là 23. Một hai. Một hai. Hi hi ở Việt Nam. Vi 22 tuổi. Vi đất quá quá. Hi hi Maximuda. Vi 22 tuổi. Nó đã dạ rồi. Ừ, nó chưa tuổi rồi. Tuổi. Tuổi. Nó tuổi. Không thích tuổi hả? Ừ, nó 22 tuổi. Vì 22. Nó đã xa rồi. Ừ, nó tuổi. Nó cũng mà xin đoán con đừng lưng tạc người tìm mạng luôn. Cái giả. Không thích, thích 22, không thích 23. Gửi nhau được cái sư. Hai. Hai mươi nghìn. Hai trăm nghìn. Hai trăm nghìn. Hai mươi nghìn. Tiền đâu rồi? Hai Việt trăm Nam. Nghìn. Tiền Việt Nam của Vi đâu? Đâu? Việt đâu? Nam money. Việt Nam money. Yeah, có. Việt Nam money, gíp, gíp link. Gíp lính. Ừ. Yakin mama di Taiwan pada ketawa. Buat Taiwan yang nonton yang ketawain gua kan gak boleh dosa pada tua. Gak boleh. Xiao khờ ai. Minh Trăng. Phi. Dạ. Bà. Nó mà nó chay nè. Phi đi à. Rốt nát. Full. Việt Nam. English. Malaysia. Korea. Mandarin. Thailand. Korea. Korea. Anh nhớ là
tắm tất cả lại tiếng cho mọi người nghe luôn. Lùn giáp bát hả giáp ăn hay itadakimasu. Tiếng Việt. Hả? Tiếng Việt skip, skip Vietnamese. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là. Tôi tên là. Tôi tên là. My name Vidya. Tôi tên là. Tôi tên là Vidya. Yes. Tôi tên là Vidya. Minh Trang rất mặt mọi người. Bye. Minh Trang đi ngủ nhé. Ngủ. Chị nói được là tôi tên là mọi người nhưng mà trên đây chưa nói được. Bình thường thì chị sẽ ghi âm cả tiếng Việt cả em thì ghi âm tiếng Indo để học, còn chị sẽ ghi âm tiếng Việt để em nghe. Minh Trang, Minh Trang. Minh Trang. Vidya give Minh Trang quyền. À room. Ừ. Gì đấy? Phải làm gì? cái câu mà là anh có nhớ nhớ em nhớ chị là mọi người lúc nào xem em sẽ đăng VT cho mọi người xem, chị nói câu đó rất là buồn cười luôn. Vidya rất mất cái răm chị đi. Dạ nhớ em không? Không biết yêu không. Không. Bye, đi ngủ đây. Không. Không. Cứ không có hoài. Nhớ anh Đạt không? Không. Anh vừa có mồm nhớ mà không. Minh Trang, Minh Trang. Dạ. Ai yêu bác hứa chi mình hân tiên nha ni đầm. Ai yêu bác hứa chi mình hân tiên nha ni đầm. Ai yêu bác hứa chi mình hân tiên nha ni đầm. Ai yêu bác hứa chi mình hân tiên nha Việt Nam. Mong chung em dân câu câu là tên can. Minh Trang ơi. Lạ. Dạ. Lạ. Internet chưa sao? Alo. Internet Việt Nam nô hút. Nè. Đừng có ăn sách má. Tơ tơ. Vidya Mandarin. À, Vidya hát Mandarin. Nè 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 nè. Mandarin song. Minh Trang. Dạ. Thì chú chú đi chú cái gì à? Wo ai niu given. Vì no PK. Minh Trang điện thoại hết pin. Minh Trang đi ngủ nha. Ok. Dạ. Ừ. Vì ngủ ngon. Ngủ ngon. Ừ. Quán an. Quán an. Bye bye. Ừ. Bye bye. Đi ngủ sớm nha. Đi ngủ nha. Đi ngủ sớm ai thương. Đi ngủ sớm ăn thương. Đi ngủ sớm vi thương. Dạ. Bye bye. Minh Trang rất vậy. Bye bye. Cái gì Minh Trang rất nát đấy hả? À. Bye bye. Đi ngủ nha. Ừ.
aplikasi Herbal Essences, kamu memakai bahan dari tumbuhan asli, minyak argan, untuk mengembalikan kelembutan rambut hingga ke ujungnya. 90% bahan alami. Herbal Essences, rasakan kasihan alam. Sisanya baterai kita menyanyi. Kneel it, why kneel? Do shit, why kneel? Defense, what did she get it? What did I get it? You and I, yeah, what did she? Kneel it, why kneel? Do she worry you even? Terima kasih. Jepang, ganti Jepang. Aku lagu suka lagu ini. Ganti lagu Jepang. Korea deh. Nanti. Jepang ganti Korea apa ya? Enggak terlalu deh. Pakai Clean and Clear yang bantu lawan 99,8% bakteri jerawat. Bye jerawat. Blackpink. Aku yang slow. Uriga mana diuji mota cuobi depa bermana melo cema wenja no gema gogomio dueta no sarang heta uriga mandi lo scenario ijen jomyo ito jigo majima peji lo nonggim yang kalau salah kata mohon maaf. Kemeri jo, when janji mana mana, ini jadi macam apa dengan kau? Uri kau tahu deh, oh dia dah jadi ide apa dengan kau? Apa ini tetap berasa sangat kau dah nak nikah ye? Hanya sarang ni, lo sarang pada soalnya ni kau tu esok ye?
Biji mata cua gideta memana merah sama. Eh, aku mau gitar, lupa kan? Lagunya Himong Deita Eken Sin. Aku belajar lagu itu, guys. Mencoba ya. Tapi kalau gitarnya gak pas ya, mohon maaf. Mencoba aja lah, gak ada salahnya buat mencoba. Di mana ya? Kok di sini? Himong Deita Seken Suyen Kung